Alo, alo, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh MVB Game. Hôm nay mình sẽ chơi và giới thiệu cho các bạn cách chơi một vị thức thần cực kỳ là khỏe luôn, leo danh từ cấp đầu lên kịch đại âm dương sư luôn cực kỳ khỏe. Đó là vị tướng Kikyo với sát thương của nó thuộc loại S, nhanh nhẹn C, khống chế A, sinh tồn B và búp thuộc loại B, sát thương S đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn làm sao cho các bạn thấy chơi vị thức thần này mới hiệu quả nhất về bảng ngọc và trang bị và làm sao tối ưu được sát thương nhất của vị thức thần này. Đầu tiên là bảng ngọc thì chúng ta sẽ dùng hai viên tăng tốc độ đánh này. Đấy, tiếp theo hai viên xuyên giáp này, bảng ngọc hấp máu để dồn sát thương khỏe hơn này. Tiếp theo viên đầu tiên là khi mình giết con lính thì sẽ hồi năng lượng này, giúp chúng ta không cần phải đi cướp bùa của rừng nữa. Tiếp theo là viên tiếp theo là để giao tranh tốt hơn những cấp độ đầu thì là khi máu trên 70% sẽ tăng 4% sát thương nữa. Rồi bắt đầu mình đã giao tranh giữa Kubinashi và Nhất Mục Liên. Đấy, rồi tiếp theo là cái rồi Nhất Mục Liên này, hổ báo này, hổ báo rồi và Kubinashi phải tốc biến rồi, các bạn thấy không? Mình rất là tự tin, mình giao tranh và mình một solo 2 có thể solo được luôn và thảo bên mình máu vẫn rất là nhiều. Thì các bạn thấy hiệu quả của bảng ngọc chưa, những cái cấp độ đầu thôi. Khác biệt là sao chưa? Hàng đường giữa và xuống tay ganh và mình sẽ đánh cho chết luôn này. Rồi chiêu một chiêu tốc biến và dùng chiêu 2 sát thương bắn cung và rồi hàng đã lên bảng rồi. Các bạn thấy sự khác biệt giữa bảng ngọc của mình lên và đối phương, không biết đối phương lên kiểu nào, nhưng mà Kikyo nhiều bạn mà những cấp độ đầu yếu không yếu đâu nhá. Tôi ưu được cực kỳ khỏe luôn rồi. Kubinashi lướt lên rồi, ăn hành rồi. Tiếp theo nào, Nhất Mục Liên này mất tốc biến rồi, các bạn thấy không? Đánh rất là bình tĩnh. Bảng ngọc của mình thì mình dùng một thêm một viên tăng máu này và một viên tăng khả năng gọi là gì nhỉ, giáp nữa, nên là khả năng giao tranh những cấp độ đầu được cực kỳ khỏe. Nên là Kikyo nó bảo là đấy, ta đây này, vào đây mà ăn này, vào ăn kiểu như là vừa đánh đứa trâu lại còn vừa có sát thương nữa. Các bạn thấy sự khác biệt không? Đấy, sự khác biệt rồi, lên đây chặn luôn Kubinashi này, Kubinashi này, Kubinashi bốc hơi đấy. Rồi, ok, tháo ăn được rồi. Tiếp theo nào, đánh trụ thôi. Thì vị thức thần này nó cực kỳ khỏe luôn á. Mình giới thiệu, mình không giới thiệu bảng ngọc và trang bị thì nó sai đâu. Kể cả đấy là tùy từng người, và đây là cách mình hướng dẫn cho các bạn thôi. Các bạn có thể tham khảo thôi, nhưng mình không bảo là các bạn phải lên như thế này. Nhiều bạn bảo ô lên kiểu này thế nọ thì tùy từng trận với lại tùy từng ván nữa. Thì đây là cho các bạn tham khảo với là cách đánh của Kikyo, cách cộng điểm, cách combo đấy các bạn nhá. Thì mình thấy là hiệu quả, mình chơi hiệu quả thì chắc chắn các bạn sẽ chơi hiệu quả thôi. Mỗi người có phong cách đánh khác nhau mà, tại sao các bạn có thể là áp dụng các đánh của các bạn rồi các bạn bảo là mình lên theo cửa đồ này thế này thế này, thì các bạn có thể tham khảo. Hoặc là mình cũng không phải là best con này đâu, nhưng mà mình cũng hay chơi xạ thủ ấy. Tại vì khả năng nhìn map ý, dự vị trí thì nó tốt một chút, là các bạn có thể là gánh được team bằng xạ thủ luôn giữa trận và cuối trận. Kể cả Kikyo thì đầu trận cực kỳ khỏe, chúng ta chỉ cần biết để ý một chút thôi. Thì qua video clip này thì cũng chúc cho các bạn là chơi Kikyo thì cũng gần cuối mùa rồi, thì chúc cho anh em chơi Kikyo và chơi những vị thức thần tốt để này lên danh cao hơn và cũng có một mùa thật là tốt hơn. Rồi tốc biến rồi thì mình chặn lính luôn, mình rất là hổ báo tại vì mình dùng bảng ngọc gọi là chuẩn mà, dùng bảng ngọc gọi là hổ báo luôn này. Làm gì rồi, mình tốc biến luôn, mình đập luôn. Các bạn thấy mình đánh AD rất là hổ báo luôn rồi, trụ cũng mất rồi, các bạn thấy không? Kể cả đường giữa có xuống đi có ganh liên tục đi nữa mình cũng không cho thở luôn. Đấy thì nói vòng vo một chút đã hết rồi. Thì trang bị thì các bạn đây nhìn mình nhá, thì đầu tiên là cái trang bị hút máu nhỏ nhỏ này, tiếp theo là cái lôi chấn là để đính nhanh này, nhiều bạn lên bắn theo phần trăm máu mình cũng nghĩ cũng được thôi, nhưng mà làm sao phong cách của mình là lên cái đồ và đẩy đi đường nhanh nhất nhá. Nên là tại sao cái map nhìn cái chỉ số của mình nó rất là đẹp, tại vì là sao mình đẩy lính nhanh và mình xem bản đồ mình ép trụ rất là nhanh, nên là cái map biểu đồ của mình đúng không, những cái thúc đẩy và những cái sát thương thành tích của mình nó cũng là căng đét luôn đấy. Thì các bạn có thể xem vào tập tham khảo. Tiếp theo là giày chuyên phép, con này có cả sát thương phép nên là chúng ta nên lên thế này là tối ưu hóa. Thì ấy, anh em VP chơi từ từ thôi đấy, phong cách của mình là thế nhá. Các bạn thấy bằng ngọc và trang bị mình từ đúng giờ mình chưa quay lại rừng của mình để cướp quái rừng của bên mình và ăn bùa của mình cả, lên level 8 vào phút thứ 5 rồi. Các bạn thấy không, mình không có thời gian để mình quay ra ăn rừng của mình luôn. Mặc dù rừng của mình biết ý là mình thấy AD gánh team là biết ý nhường cho mình, nhưng mình có ăn đâu, mình không ăn, trừ khi là thật sự rảnh hoặc là từ nhà đi ra thì mình nhân tiện mình qua thì mình ăn thôi.
bây giờ mình cũng không vòng ra đây như các bạn khác, bạn vòng ra đường rừng. Nhưng mà mình nào không, mình sẽ ra đây thả và mình tấn công kiếm, không cho đối phương thở, không cho đối phương có thời gian farm ấy. Đấy, thì là cách chơi của mình cực kỳ là hiệu quả, nên các bạn chỉ cần chú ý một chút thôi nha. Thì tiếp theo là cái đồ ai làm gì lên đây ai nhà chúng chiêu cuối á. Rồi đánh tiệt đi, mình còn chiêu cuối còn mình tự tin lắm các bạn ạ. Rồi đánh trụ được các bạn ạ. Thì tiếp theo là cái đồ trong giày là cái đồ kiếm bắn chí mạng nhá. Tiếp theo là cái cúc bắn ba tia sẽ lên sau. Để tại sao chúng ta không lên cái cúc ba tia trước, tại vì nếu lên cúc ba tia chúng ta sẽ không có sát thương đâu, nên các bạn chú ý một chiêu cuối để tránh cho ấy ạ. Yuto này chạy này. Và tiếp theo là cái mình sẽ lên cái đồ mới nhá. Đồ này xuyên giáp này, giảm cho đối phương hồi máu này, về cuối solo game rất là tốt này, và nó có một chút máu nữa. Đấy, và cuối cùng là cái trang bị gọi là cái găng tay hoặc là cái móc xương cũng được, mình cũng quên tên rồi, nhưng mà để mình nhớ lại xem nó là tên của nó là gì. Nó là Phúc Thần Hồ Cốt, là cái cốt xương đấy. Thì nó có 75 tấn công này, 80 giáp này, 8% hút máu này, sát thương này, hút máu phép những vật lý đấy, rất là tốt, là cho khi kêu mình vừa con này nó vừa có giáp khỏe, vừa có máu lại còn vừa có sát thương, nên là con Kikyo này bây giờ mùa này nó cực kỳ khỏe nên nhá. Nên mà các bạn có thể xem cách chơi của mình cực kỳ khỏe, chủ yếu là các bạn lượn kỹ năng với các bạn nhìn map thôi đấy, chứ các bạn cứ đánh chần chừ thì còn lâu các bạn mới win được, là lâu mới lấy được lợi thế làn quả cầu tuyết, đánh một trận cứ 20-30 phút còn lâu. Rồi tiếp tục nào, tiếp tục nào. Rồi chặn luôn, ép luôn, là chuẩn bị là ăn cái trụ kia rồi. Bây giờ mình sẽ chặn ở đây này, chặn ở đây để chuẩn bị săn hai thanh niên kia nè. Làm gì ra đây làm gì. Rồi vậy thì trang bị các bạn nên lên thế này nha, các bạn có thể xét theo mình cũng được, mình thấy hiệu quả thì các bạn chắc chắn các bạn cũng thấy hiệu quả thôi. Lại các bạn lại bảo không hiệu quả là không đúng rồi, chó tỉnh ấy. Cho tôi thì lại ulti rồi, ăn cái trụ đi. Đấy, mình sẽ tranh thủ ra đây farm rừng các bạn ạ, rất là hiệu quả luôn. Thì chiêu thức của mình thì mình cộng khác chắc là nhiều khác với các bạn nhé. Thì mình sẽ cộng bắc và nội tại này, chiêu 1 này, sau đó thì mình sẽ cộng vào chiêu thứ 3 nhá, chiêu thứ 3, sau đó thì chiêu cuối theo level, và sau đó thì chiêu 2, chiêu bắn mũi tên đầy lính thì mình sẽ cộng và cuối cùng nhá, kể cả khi có chiêu cuối. Tại vì sao mình sẽ đánh theo kiểu dạng chuẩn xạ thủ là bắn tay chứ không phải kiểu như là cấu dìa máu nữa. Đấy, thì các bạn thấy hiệu quả không? Thì sát thương dồn của nó là combo của mình sẽ là khi mà gặp đối phương ấy, thì mình nhóm mũi, hoặc là nếu mà không có lợi thế luôn thì chúng ta sẽ là bắn mũi tên này, bắn chiêu 2 này, sau đó thì bắn chiêu 2 nếu trong bụi ấy, bắn chiêu 2 sau đó thì đẩy lùi các bạn ạ, đẩy lùi. Rồi táo của mình, bên mình đã chết rồi, mình cũng lùi thôi, vì nhìn là không có tiềm năng là mình sẽ đây tranh thủ ra đây farm rừng này, lăn quả cầu thiết cực kỳ tốt và làm cho đối phương thọt các bạn ạ. Đấy, thì sau đó thì mình farm xong rồi thì mình sẽ cố gắng là mình đi đẩy đường các bạn ạ. Lúc ấy thì xạ thủ của mình xanh rồi, thì kỹ năng là kỹ năng farm các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ cộng băng vào chiêu 3 rồi. Bây giờ nếu mà có đối phương mình sẽ đẩy cái chiêu 3 một cái này, nếu mà nguy hiểm thì bật chiêu cuối lên sau đó bắn, chỉ cần 2-3 phát thôi là đối phương bốc hơi thôi, nhanh lắm. Đấy, mình chơi con này mười mấy trận mà mình cứ uy liên tục nha, mình chơi đánh một mình luôn nha, nên là mình tự tin là mình nói cách cộng điểm của mình và cách lên đồ của mình là nó ok đấy các bạn nhìn xem. Rồi bắn này hằng này các bạn thấy không, đẩy lùi làm cho đối phương, và sau đó thì mình sẽ bắn tay thôi, mình không dùng chiêu 2 mấy. Đấy, nếu mà trong bụi thì mình sẽ dùng các bạn ạ, rất là hiệu quả luôn. Thì nội tại của con này thì nó cũng có xuyên giáp với tốc đánh rồi, nên là chúng ta không cần phải làm gì vội. Đặc nội tại của nó là khi mà đối phương ấy bị ăn hiệu ứng khống chế thì nó sẽ bắn thêm ra một cái đòn nữa, thì là cái chiêu 3 là nó sẽ có hiệu ứng khống chế là đánh đấy, nên là khi dùng chiêu 3 nó sẽ bắn một cái đòn mũi tên nữa là dồn sát thương cực kỳ ghê. Nên là mình mới dùng hắc báo chơi kiểu AD sau dạng sát thủ ấy. Tiếp theo bị động của nó là cứ cách 2 giây thì sẽ tập hợp được tứ hồn trùng đây rồi, thanh niên yêu đao rồi mà các bạn nhìn này, 1, 2, 3 combo bắn đúng 3 phát bốc hơi luôn các bạn thấy không, combo của mình đấy. Trong bụi chúng ta sẽ bắn mũi tên này nhanh, sau đó thì đẩy lùi và đối phương sẽ lên bảng thôi. Cực kỳ nhanh luôn. Đây các bạn có thể lên bảng hoặc là trang bị như mình nha, cực kỳ khỏe luôn. Thì nếu mà các bạn mà cảm thấy nó con này không đánh được thì đừng đổ lỗi cho Kikyo, mà là do cách cộng của bạn chơi nó khác, hoặc là do là team của bạn các bạn
free mạng nhiều quá ấy, thọt ấy, Liên này, Liên này, các bạn thấy không, vừa sát thương vật lý vừa sát thương phép cực kỳ khỏe luôn, lại còn tồn tại từ nơi lôi chấn nữa. Thì đấy, thì cách 2 giây thì nó sẽ có cái dạng tứ hồn trùng, mà khi chí mạng thì nó sẽ có tận 8 cái, nên là chúng ta bắt buộc cái hai cái đồ chí mạng là chấn phái của Kikyo rồi nhá anh em nhá. Và tiếp theo là cái đồ đánh bay thì đánh đối phương bay ra và kèm theo nội đại nữa, cực kỳ khỏe luôn. Rồi, đây là cách chơi và trang bị của mình, thì các bạn có thể tham khảo. Bây giờ video của mình đến đây là kết thúc rồi, hẹn các bạn ở video tiếp theo nhá. Xin chào và gặp lại, bye bye. Ấn like và đăng ký ủng hộ kênh ra nhiều video hay hơn nhé.